Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Xúc động khoảnh khắc chiến sĩ công an bé bé gái gãy tay trong cơn mưa lũ Quảng Bình. Từ ngày 17 tháng 10 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã phải đối diện với một trận lũ lịch sử. Theo báo chí, tính đến ngày 20 tháng 10, gần 97.000 ngôi nhà tại Quảng Bình chìm trong nước lũ. Tuyến đường sắt Đồng Hới, Hà Nội, tê liệt. Những ngày qua, công tác cứu hộ cứu nạn ở tỉnh này đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình, lực lượng công an, bộ đội đưa đến nơi an toàn. Trong diễn biến phức tạp của mùa nước lũ lên nhanh, hình ảnh một chiến sĩ công an bé em nhỏ gãy tay chạy dưới trời mưa lũ khiến cho nhiều người cay mắt. Trong hình ảnh là Thượng tá Lê Văn Hóa, trưởng công an thị xã Ba Đồn. Hình ảnh tuy nhỏ nhưng phần nào thể hiện tấm lòng ấm áp của những người chiến sĩ đang trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn vùng ngập lụt, đồng thời nói lên sự phức tạp nguy hiểm của đợt lũ lịch sử này. Sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã bình luận bày tỏ lòng khâm phục, biết ơn tới những chiến sĩ công an. Trước đó, một khoảnh khắc xúc động khác cũng được chia sẻ kèm theo những lời khen ngợi và cảm ơn. Đó là bức ảnh của chiến sĩ ủ ấm cho bé trai vừa được cứu thành công từ chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi trong đêm ở Quảng Bình. Cầu mong các chiến sĩ luôn mạnh khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả, nhất là trong tình hình mưa lũ nguy hiểm như hiện tại. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.